Xin chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn mẫu tựa đầu giường bên mình cho các bạn xem nhá. Đây là dòng gối tựa cao cấp gọi là mẫu hoàng gia bên mình. Màu mình đang quay cho các bạn là màu hồng nhạt nhá các bạn. Có 3 size tất cả nhá. Đây là size 1m255 này. Còn đây là size 1m655 và đây 1m780 nhá các bạn. Đây, hàng này là hàng handmade cao cấp nhá các bạn. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn này. Chất liệu chất nỉ nhung nhá. Cái hàng này các bạn có thể giặt máy được nhá các bạn. Khi mà bẩn các bạn có thể mang ra tiệm giặt được. Đấy. Đây mình sẽ quay quần từng núm cho các bạn nhé. Lúc đầu về mình sẽ hút chân không nhé. Mình để khoảng 1-2 tiếng thì nó sẽ bung và đẹp nhé các bạn. Lúc đầu nó sẽ hơi xẹp một chút. Đây. Mình sẽ quay gần chi tiết cho các bạn xem. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem mặt sau của tựa đấy nhé. Mặt sau của tựa cũng chỉ là không đính khuy thôi nhưng mà nhìn nó cũng rất đẹp nhé các bạn. Đấy. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Nên các bạn cứ an tâm nhé. Mình cảm ơn các bạn.